Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Mẹ ruột con gái Vũ Linh đã xuất hiện. Nghệ sĩ Vũ Linh là gương mặt đình đám của sân khấu cải lương tuần cố. Sự ra đi của nam nghệ sĩ hôm 5 tháng 3 để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp và người hâm mộ. Con đường sự nghiệp nhiều thành tựu của nghệ sĩ Vũ Linh lại kém may mắn trong chuyện tình duyên. Nam nghệ sĩ từng vướng nghi vấn có tình cảm với nghệ sĩ Thành Thành Tâm khi đứng chung sân khấu, tuy nhiên thời điểm đó cả hai giữ im lặng. Bẵng đi một thời gian, nghệ sĩ Thành Thành Tâm bất ngờ sang Mỹ định cư, dù đang ở giai đoạn cao sự nghiệp. Cặp đôi Thanh Mai Trúc Mã, sân khấu cải lương cùng chia cắt từ đây. Nhiều năm qua, khán giả vẫn nghĩ nghệ sĩ Vũ Linh không có con cái. Trong tang lễ, chị Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh xuất hiện, công khai. Chị Võ Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh cùng nghệ sĩ Vũ Linh, bình tĩnh là người thực trực bên tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh. Đây là lần đầu con gái nghệ sĩ Vũ Linh xuất hiện công khai. Chia sẻ với Trinh, chị Hồng Loan, 37 tuổi, cho biết hai tuần qua chị thúc trực trong bệnh viện để chăm sóc bà. Đến ngày 5 tháng 3, sức khỏe của nghệ sĩ Vũ Linh trở nặng và ông mong muốn đưa về nhà. Chị Hồng Loan và các con nuôi, đồng nghiệp ở bên nghệ sĩ Vũ Linh để đến lúc ông ra đi. Nhiều năm qua, bà giấu kín thông tin vì muốn có cuộc sống bình yên, tuy có cuộc sống kín tiếng. Không theo nghiệp diễn của bà, chỉ người thân và một số đồng nghiệp thân thiết biết sự xuất hiện của tôi. Chị Hồng Loan cho biết hiện đã kết hôn và sống ở nhà bè thành phố Hồ Chí Minh, thì vẫn thường xuyên liên lạc và qua lại thăm hỏi bà. Nghệ sĩ Vũ Linh, thời điểm nghệ sĩ Vũ Linh phát hiện bà bệnh, chị buồn nhưng thường xuyên dành lời động viên cho bà. Hồng Loan nói hiện tại chị tập trung lo liệu cho tang lễ của bà. Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958, là gương mặt đình đám một thời sân khấu cải lương. Ông mộc bạch năng khiếu từ rất sớm. Từ năm 1988, Vũ Linh công tác với nhà hát cải lương Trần Hiếu Trang 2. Ở tuổi xế chiều, Vũ Linh sống một mình trong căn nhà ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Không vợ con, nam nghệ sĩ lui hui hỗ trường để hỗ trợ cho thế hệ trẻ và nhận đỡ giúp đỡ số nghệ sĩ trẻ như Bình Tinh. Dù không có con, nhưng Vũ Linh được cháu ruột Hồng Phượng và con nuôi Bình Tinh, Vũ Linh chăm sóc tận tình khi về già. Theo ngôi sao đưa tin, ngay tang lễ của ông Hoàng cải lương Vũ Linh, con ruột của ông chính thức lộ diện, cô gái này tên Võ Thị Hồng Loan. Cô cho biết vì mình không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên ba đã giấu kín tôi mọi tin tức để giữ cho con gái cuộc sống bình yên như bao người. Bên cạnh đó, thông tin vì mẹ ruột của chị Hồng Loan cũng được đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh hé lộ. Loan từ khi lọt lòng đã mất mẹ, mẹ Loan và mẹ Vũ Linh không có mối quan hệ gì với nhau. Khi bà nội, mẹ nghệ sĩ Vũ Linh đưa Loan về nhà, Vũ Linh đã ấm Loan đi làm giấy khai sinh, điền tin mình vào ô cha để chống ô mẹ. Vì vậy Hồng Loan là con gái của nghệ sĩ Vũ Linh. Cả đời ai cũng nghĩ Vũ Linh lẻ loi nhưng quả thực, ông đã có con gái bên cạnh an ủi tuổi già. Giờ đây giọng ca huyền thoại không còn nữa, nhưng hình ảnh đẹp đẽ vì cố nghệ sĩ Vũ Linh vẫn luôn ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.